Ok hả anh, con rồng đẹp hả anh? Rồi đẹp thì chúng ta lên đường thôi. Để em vứt hết đồ cái Rồi để anh vứt chào hết các bạn cái đó. đồ. Chị Dâm đâu rồi chị Dâm? Đây Chờ đây nè. rồi má Đẹp mấy mấy không? mấy cái vô này, mấy cái vô này phải 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 có em mới được. Wow, anh mang vô không luôn nè. Chị ghét lại. Ê làm gì vậy? Ê tầm bậy. Chọn cái là anh xỉu liền á. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game offline của mình á. Video này thì chúng ta tiếp tục coi. Nửa che nữa Đẹp sơn luôn á kìa. anh đứng Sơn yên anh. Sơn anh hả? Anh đâu có bị Đúng khùng. rồi. Đi chỗ Đứng khác. yên, đứng yên. Chị Sơn anh xanh lè luôn. Thấy Đứng gớm. yên, đứng yên. Sơn cho chị châm gà, chị châm không có màu kìa. Rồi em bỏ cái nón ra đi À, cái mặt kìa, có cái mặt anh kìa. anh. Anh điên. Trời nhìn trên lè luôn. Vãi Anh tè. đi. Anh đi bị ngộ độc thực phẩm kìa. Cái này là do bố em hút rất nhiều thuốc Ê, có một xanh da gì, có một xanh da trời không? Sơn cho tôi ấy. Xanh da trời à? Ok, từ từ. Quý kiểu đỏ, như quý đỏ. Đây một cái thương yên mặt. kêu nguyên một mệt vãi tèo. fuck? Xanh da trời đậm hay lợt không? Lật 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 thôi. Ok, có. Lật lật em tôi tự sơn thì tôi được không? Không, cái này tôi sơn giùm không được. Em vẽ nó giống như là cái gì nè, Chụp ba cái con màu xanh mấy con dương ma búp á. bê á. À, để Màu mình chạy, gì? để mình chạy về nhà các bạn. Ê, em còn cái bộ cái nón mà cái skin của tù trưởng không? Em cũng biết nữa, anh coi coi. Để mình chạy về về mình kiếm thử các bạn ơi. Ông muốn sơn kiểu gì không? Muốn gì? Kiểu gì? Cái kiểu mà mấy con chưa mấy con màu xanh dương á. Được không? Thử coi. Ủa mấy cái skin em để đâu hết rồi? Sơn người được không? Ông tháo đồ kìa. Ô, vẽ cả thanh niên vẽ màu lên như đúng rồi avatar kìa. Chết rồi không, mấy cái skin nó mất tiêu hết trơn rồi. Làm mắc Con này đi cái cười vẻ đẹp trai của anh rồi. đó xì châm á, từ từ để mà Kìa giờ nó sơn em kìa, thấy gớm luôn. Em còn màu đâu nào nữa không? còn còn anh nhiều lắm. Đây đây lấy ra anh vài màu đến anh vẽ thì cho mày. Kìa Anh muốn vãi màu gì? tè. Hai thanh niên. Anh muốn màu gì? Anh muốn màu gì? Trời anh vẽ thì cho mình thành nàng tiên cá luôn nè. Cái bảy màu đi. Em đem hết mấy cái màu ra đây. Ok. Đây nè. Trời tôi thành màu xanh lè vậy. Ông muốn xì châm mà. Nhìn mặt mày thấy gớm. Lạnh quá. Đây Đây. quăng màu ra cho anh. Nhanh đi chúng ta còn đi bắt gồng rồi nữa. Rồi nhanh đây, nhanh đây, nhanh đây, làm tượng cho sắp chết lạnh rồi nào. Màu hồng Rồi. nè. Cái màu em dục đâu hả? Nè. Xa chứ gì? Hết rồi. Rồi sơn đi em. Rồi, người sơn trước, người sơn sau đây. Sơn sao bảy màu để cho đẹp nha. Thế nào? Cơ không phải phải sơn bảy bảy màu đó. Đây thì bảy màu này. Trời ơi, mau hết màu chứ gì? Riết là thấy gốm luôn à, cái trò màu vàng à. What the hell? Anh sơn hai cái giò màu hồng cái gì giùm. Không sơn, anh sơn trước nha, em sơn sau nha anh Phương. Anh sơn nguyên cái giò của chị cho anh màu hồng Em sơn hai màu luôn cái đít. hết màu rồi hết hết mấy cái gì nè. Hết một Ủa màu anh. mấy cái cọ này sửa không được hả? Anh bỏ màu vô anh, chứ khỏi cần sửa. Cái là nó thiếu màu À á.
xăm hình xì chum nhìn thấy gớm luôn. Vẽ vẽ tha thu đẹp đẹp tí nào. Mày bị tha thu này. Ủa mình tự vẽ cho mình được mà. Trời đó xì chum đẹp không xì chum. Thiếu màu rồi em ơi. Gốm má thấy gốm kìa bạn nhìn cái đùi tôi kìa. Nhìn mình chụp hình chiến lãm với coi. Nhìn không ạ anh Phương kìa. Bao đẹp luôn á trời. Má cái này đi đi cái này đi đi chuyện lãm là giải nhất luôn hả? Gì đó. Nhìn chị chấm không ra cái gì. Nhìn bầu là bắt tụi phát ra lên đi. À đây 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 đây. Vẽ ra thu hay ghê. Cất màu vô, cất màu vô. Vậy ta có cái vệt gì đỏ đỏ trước mặt em ba. Quay lại nhìn em nào. Thì anh vẽ đây. Đâu, mở nón rồi. Của anh có màu tím đó kìa. Bấm chữ A lại đi. Nhìn mất cười đi. Kìa lên đi, đồng hoàng nguyên một hoàng màu tím mới phải tiền. Mày vẽ cái đi gớm. Đây 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 đây. Đây. Đẹp trai à, đẹp trai à. Nhìn con rồng của em mới đẹp. Rồng em quần quện đùm lúc. Người ta mình bỏ. Ờ gắp đi anh Phương. Kêu con rồng người vẽ thấy gớm kìa. Bấm. Ôi bại, bại. Bấm bấm chưa xe. Được chưa em gắp nó được chưa? Phương gắp á, anh Phương bấm chưa bay xong bấm chưa xe là gắp à. Rồi. Rồi đây. Đây. Đi em ơi. Ok đi đi đi. Đi chúng ta lên đường ha các bạn. Boy chết boy. Chết boy. Chết boy như nào? Tới điểm vàng á. Tới điểm vàng. Thường mình coi có con rò đẹp thì đây nè, hình như ở đây có nhiều nè. À, chỉnh trời sáng lại nè. Chỉnh trời sáng gì kỳ vậy anh? Sương mù quá ghê. Do thời tiết sương mù mà. Ờ, có quét rồ kìa. Thôi đi. Con đó bắt gì nữa? Mình giờ chúng ta đi kiếm rồng rồi. Con cái con đó chở, cái con đó chở T-Rex hay là chở Gigan về được mà. Con quét sổ hả? Không không. Không. Đâu có được đâu em. Làm đồ cho chở lên thì được. Có cái platform á chở đi được mà. À có cái yên hả? Ừ, nó cộng con T-Rex về được mà. Mà khó bắt lắm. Bắt dễ mà cái con đó nó bay chặn ghi á, hôm bữa anh Phương dí con rồi. Đúng rồi, bữa anh dí con rồi. Đi như cùa bò vậy. Thằng kẹp thằng bắn. Hai T-Rex kìa. Đâu? Dưới. Kìa hai T-Rex kìa, hai chiến binh thép kìa, bắt nó không? Kìa, thiếu thiếu thịt kìa. Kìa nó xuống nó săn con Ron to kìa. Trời nó đi hai con luôn kìa, xuống bắt nó luôn em ơi. Lấy cây chọc đít nó anh. Đúng rồi. Giờ dâm xuống em. Đấy, không có bộ giáp metal, cẩn thận nha, đẹp cho thấy cảnh luôn á. Xuống dưới chơi đó đi. Một cặp luôn á. Thì đúng rồi, một cặp mà. 20 với 25. Con cấp nhiều hả? 20 với 25. Đi chơi đó đi. Một cặp. Anh bắn cung nha. Kìa, đẹp thọt đít đó. Cắn hẳn nha. Rồi, xỉu rồi, xỉu rồi. Ủa, chọn nhanh vậy? Một chọt là như là mấy nhiêu mà anh? Ây da, nó quay lên anh nè. Ây da. Ê, nó cặp con gọng kìa. Để bắt siêu con gọng nha, không thôi chết nó đó. Bưởi hả bưởi? Kìa. Gục chưa? Em nào chọn anh xỉu rồi. Xỉu rồi. Thanh niên nào chọn anh rồi, cái bụp bờ. Xì chum. Gì đâu. Em chọn. Nhìn cái khuôn mặt kìa. Khuôn mặt đáng thương.
Mà lại chọn anh Phát bỏ xỉu luôn kìa. Có thịt tôm, không có thịt. Đây 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 đây. Có thịt cừu không? Ủa con này sắp chết luôn kìa. Chọn ác quá. Rồi tới ngày mai mới tỉnh luôn. Rồi anh Phương đâu? Xỉu rồi. Con này xong rồi nè. À thôi thôi anh sắp tỉnh rồi, thôi nha. Thôi anh sắp tỉnh rồi. Không mượn. Kìa. Xỉu mà thấy con gồng 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 của em nó ỉa luôn kìa. Im tiêm xuống hai con rồi nè. Nhanh với gì? Có thuốc anh. Im. Để neutral cho hai con này đi. Tí nữa cho tụi nó về sau. Ờ đúng rồi. Wow, trời nhìn mặt con quỷ này nó nhìn máu kìa mà. Nhìn nó chảy. Nó chảy máu miệng kìa, nhìn tội nghiệp thấy ghê gì. Trời nguyên một cặp luôn á, hai vợ chồng. Ôi mình lại uống nước cái. Hốt lượt một hốt hai vợ chồng luôn quê im chứ gì. Lần nào cũng vậy anh. Đâu à. Ở dưới biển thì có con của Nobita cũng là một cặp luôn. Gấp đi anh ơi. Tại sao phải gấp em? Đúng rồi, làm gì phải gấp. Gấp không? Em lên em chọn anh nha. Cục lắc. Gấp như gấp nhiều gì á. Nè anh lại nè. Hột ra. Chạy trước đi, chạy trước mặt đi, em chạy trước mặt kìa. Rồi gấp đi, được rồi á. Bấm spy lên xong dứt xe là được mà. Rồi được chưa? Đi đi. Đây. Trời ơi, sao tự nhiên FPS nó giảm quá trời luôn rồi các bạn ơi, khổ quá. Chắc máy anh diễn viên good chắc rồi, gắng làm hai tập. Các bạn chịu khó xem hai tập này á. Nhưng mà nhìn cũng được được á. Trời nhìn đúng không? Mà đúng là con gọng em nhìn cũng đẹp thiệt á. Nó cầu quằn nhìn nó cười luôn. Ở trên đó phía trên đó có con alo sù đó. Đấy, alo kìa. Thả em xuống đây nghe xì chung. Thôi bậy đi, bậy đi nó táp đất em kìa. Được á anh, thả xuống rồi nha. Thôi bay lên đi em ơi, kiếm mấy con gọng khác đi. Trời bay lên đây, FPS nó tăng lại nữa. Ủa mấy con gồng khủng nó nằm đâu ta? Cũng biết nữa. Chắc chưa đâu anh ơi. Đi qua khu rừng lá đỏ lại đi kiếm con gồng điện đi. Ờ sẵn bay qua anh kia luôn đi kiếm con gồng điện luôn em ơi. Tụi mình đi đường này nè anh. Mẹ, gì vậy xin chôm? Combat. Các thanh niên bảo là cơm bát là gì đó hả? Bát anh. Chỉ có Việt Nam thôi anh, nước ngoài không có đâu. Là ké hết trơn. Trời ơi, muốn đi tìm mấy con gồng của bộ hơi khó nha. Ờ với mà trong mát này mình chúng ta chưa bắt cái con quái vật đầu chim refin nữa. Muốn bắt là xây chuồng bắt được anh. Nó nằm ở đâu? Nằm ở khu này nè, refin. Ở trong cái thác nước này cũng có cái hang nữa anh. Đâu? Đây này đi theo em nè. Ê, nó kìa. Kìa, ở đó thấy có chưa? Con gồng kìa, có con gồng kìa. Thấy rồi. Gồng gì vậy? Kìa, con gồng màu xanh xanh đó, em không thấy hả? Thấy nhưng mà nó thuộc hệ gì? Ai biết đâu. Băng. Bắt nó đi. Xe chuồng, bắt mới được. Em làm gì có chuồng anh. Rồi sao bắt nó được? Nó mạnh không ta? Nó bắn cho sắp mặt. Sao đây, con đó đẹp á. Thả xuống bắn tên hay gì? Ê, con gồng băng. Lấy bộ lông bò hút anh nè. Cái đó con gồng băng rồi. Ê, coi chừng nó táp em chết đó nha, không giỡn đâu. Anh đáp xuống nha, đáp bên đây nè, đáp hướng bên đây nè. Rồi. Đáp hướng bên đây nè. Kè, nó tấn công bên kìa.
Nó tấn công bình mà. Đó anh phóng xuống rồi đó. Dụ dụ nó sát sát lên đây nè. Wow, con cộng nó đẹp chứ gì. Bay bay thấp thấp xuống, bay thấp thấp xuống. Bay thấp thấp xuống. Ủa đẹp thế. Bộ nó lên tung bộ. Bay thấp thấp xuống. Phải tèo. Vụ đi, vụ đi, vụ đi cho tôi bắn nó. Ờ đúng rồi, em vụ đi, em vụ đi. Trời ơi nó lắc. Ê nó tấn công con cộng mình kìa. Nếu dò đi, nếu dò đi đừng cho con cộng mình nó bay lên. Bắt siêu, bắt siêu, bắt siêu. Bắt siêu hả? Bắt siêu, bắt siêu, bắt siêu. Để cho em cho nó để khoảng cho em. Xéo, xéo. Rồi xéo rồi, xéo rồi, xéo rồi. Hay lắm. Ờ gấp xuống dưới rồi. Trời ơi, cái sao tự nhiên mà cái đồ quả nó giảm xuống. Khó chịu quá. Trời nhìn mặt kìa. Được chưa, được chưa, được chưa. Được rồi, xỉu rồi, xỉu rồi, cho ăn thịt là được rồi. Ok kìa. Kìa, tém kìa. Con cọc băng. Rồi, cho xì châm cởi á, xì châm. Xong chưa? Sắp rồi đó. Kìa. Wow. Em cởi thử, em cởi, bắn thử coi xì châm. Cần cái yên. Cái gì? Cần cái yên. Phải. Trời con cọc băng này cần yên nữa các bạn ơi, phải tèo gì? Quyên quen xa đâu. Có không? Có yên nữa không? Có. Mèo anh có thấy đâu. Anh ghi chữ V quen á. À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Cần chế cái bàn gì nữa kìa. Cái đó dễ mà. Thì em chế cái bàn đi. Nhưng mà metal, chủ yếu là metal. Mẹ tụi anh gót hả? Dạ. Đi thôi tạm thời dắt nó theo đi về nhà chúng ta tính. Dắt nó đi. Đây dắt nó theo đi. Ờ để nó đây đi được không? Nó không ai đánh nó đâu. Vậy em bỏ nó đây hả? Dạ bỏ đây đi. Không ai đánh nó đâu, nó rồng mà. Không ai. Đây đánh đi đánh. Ok. Cấp xì chùm đi kìa. Ok anh chờ lên. Đi kiếm con gồng, quan trọng là kiếm con gồng kia kìa. Gồng nào? Của mình kìa. Cái con gồng mà có hai cái tay á. Gồng chà bá luôn á, nó bự lắm. Rồi, hiểu biết rồi. Đi. Đây. Kì mình cứ bay vòng vòng đi, bảo đảm có. Đúng rồi, thì thế nào nó cũng xuất hiện rồi. Em đi hướng nào ạ? À? Hướng bên này nè, hướng núi lửa nè. Anh đi hướng đó đi, đi hướng đó. Hướng này nè. Cứ đâm thẳng vô. Tại em coi mấy game á, mấy con rồng nó hay xuất hiện đây nè. Đây nè. Sẵn kiếm rồng mình luôn. Quay phải à. Ok. Trời FPS nó tụt quá trời. Các bạn xem video này chịu khó à. Mình nói trước rồi nó lắc như quỷ gì. Mình chơi còn bị lắc. Cái win 10 có thể là khôi phục lại được không? Khôi phục gì à? Khôi phục cài đặt gốc á. Trời ơi có kêu em phá luôn kìa. Đâu? Bên phải. Ngay bên phải. Rồi, thấy rồi. Chạy. Oh my god. Yếu nha không vợ. Rồi nó thấy rồi. Rồi nó thấy rồi kìa. Chưa. Trời con đó nhìn đã quá à. Rồi nó táp một cái là chết luôn á nha anh. Con đó chắc là phải dùng máy mới bắt. Mấy cái là chết rồi. 1000 hả? Có 1000 tung bộ à. Gì phan gì đáp xuống đi, có 1000 tung bộ bắt dễ mà. Em đứng trên lưng con rồng bắn luôn. Chị Châm bắn ra được chị Châm? Không, bắn vô cái chân anh chắc luôn á. Vậy thôi để anh đáp xuống. Qua đây nè Bình ơi. Qua đây nè, em vũ nó qua đây nè. Phan vũ nha. Rồi xuống, chơi. Nó có 1000 tu bộ. Quay qua đây nè chị Châm. Quay qua đây nè, Bình. Bay qua đây nè. Đừng đây nè, bên đây nè. Bay qua. Bị làm chậm rồi. Phải tèo. Ê đừng có bay ngay anh nha, nó phun một cái là đắp chiếu qua hai luôn đó. Ê trời anh té từ trên kia, anh té xuống mà anh không chết kìa. Vãi xuống nước không? Không xuống nước luôn.
Nhưng mà anh té lên cái bụi cây hay sao không chết? Đi qua. Các bạn lên đây, các bạn lên đây. Ok, thành kiều. Ghê gì vậy? Rồi thả xuống. Săn như quỷ gì vậy? Bưởi hả bưởi? Lắc trong bưởi mặt hả luôn. Bưởi? Bưởi hả bưởi? Bưởi hả bưởi? Bưởi hả bưởi? Số bộ bao nhiêu rồi? Xỉu chưa? Trời ơi, các bạn xem cái season này chứ. Không có lên tung bộ anh ơi. Bỏ alpha đi, bỏ mà đi. Sao, alpha sao bắt được? Không có lên hả? Không, không, không. Bỏ đi. Tốn sức quá. Lắc như quỷ như vậy. Alpha là chỉ có, cũng phải có độ alpha nữa chứ anh ơi. Bỏ đi anh ơi. Không thì giết đó. Thôi vậy thôi, bỏ nó đi em ơi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ chạy đi, bỏ chạy đi, gấp anh, bỏ chạy đi. Ừ, đang bị dính skill nè, chạy anh chạy vô cái chân giùm em nhé, chạy vô cái chân giùm em nhé. Rồi bay đi, bỏ nó đi, bỏ nó đi, bỏ nó đi, bay bỏ nó đi. Có Spino nữa kìa. Thôi mình có rồi mà, chủ yếu là đi kiếm mấy con rồng kia đi, hai con Spino đó của mình mà. Ờ, của mình đi đi lù lù dưới đây nè, coi coi có không. Có Raptor Alpha kìa. Thôi mấy con Alpha giờ đâu bắt được đâu. Có đạn nữa anh. Chị Trâm bị dính khói độc rồi bay. Phải tèo Silomo kìa, Silomo xanh kìa. Ê nó ngược theo kìa, bỏ đi em, bỏ chạy đi. Giết luôn không, giết luôn không. Vậy thôi quay lại giết nó đi. Còn nhiều ca máu giết giết gì mà tôi đi, cho con này có đồ á. Thả anh xuống không thôi chết anh rồi sao. Thanh sức, thanh sức rồi. Chết anh bây giờ rồi nè. Thả anh xuống. Kiếm chỗ nào thả anh xuống đi, anh bắn tiếp chưa? Ờ thả anh chỗ cái cầu nè, im chứ gì. Rồi ok. Trời ơi nó lắc như quỷ vậy các bạn ơi. Mai nhất định phải cài win mới được. Nó lắc gì chứ không nói, bên kia có cái cầu kìa. Ủa con này màu đỏ đẹp ghê luôn anh. Rồi chết rồi. Nó chết rồi hả? Được cái Ice Talon nè. Đâu 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 đâu, để chổng rồi, để chổng rồi, tôi coi coi. Quay lại đây đi. Để chổng rồi. Kiểu vuốt rồng hay sao á. Cái bóng vuốt của nó. Ủa chứ không có đồ gì VIP hả? Đi đại ca Phương ơi. Bay qua gấp anh chứ. Thôi để Phương ra đây xong rồi mình. Đi là hướng nào đây? Hướng này đi, cứ luồn luồn dưới nước nè, coi coi có nào không. Lên đi, lên đi. Ngu, cấp nãy có ba con rồng, không chưa đi ba con rồng chỗ dễ vậy. Con rồng kia đâu có đâu anh. Con rồng xương mà. Còn con rồng xương ở nhà mà. Để giờ đi hai thằng gì khó cũng chết luôn. Cũng vui mà, gấp anh như cái gì, gấp thịt chứ không biết không. Hành hạ anh vậy mới đúng chứ. Trời ơi, này, nhiều chắc thế. Mê. Cái gì vậy? Mình fan anh cũng thích đó. Thiết xa trưởng, vô. Trời ơi, Tero nhiều cái gì. Ở trên khu vực này thế nào không có gồng băng à. Nhưng mà sợ anh chịu nổi lạnh không nè. Ê chết đó. Chết gì anh? Đây nhà mình mà. Vậy quay về nhà đi, lấy thêm con rồng đó đi. Đi cho nó dễ em. Ok, đó nhà mình kia kìa. Ok. Đi qua con rồng đi cho dễ các bạn. Quên, kiểu như like như vậy. Hot stamina. Chị chấm rồi. Tay sau lưng. Sau lưng nào đâu. Đi em ơi. Bay tiếp đi, xì chim bay đảo vòng vòng đi, biết đâu gặp mấy con rồng bự rồi sao. Chắc chắn là sẽ có mấy con rồng khủng á bạn, bự lắm á. Bự cho báo luôn. Ờ. Bự gấp mấy lần cái con Viven mình đang cởi mà.
Nó bự hơn cái con rồng truyền thuyết ở trong mà cái kia nữa đó. Nhưng mà mình phải có, mình phải chế độ của nó mới bắn được xẻo nó chứ, bắn đi Không, tạ anh này nghĩ là là được. đồ kiểu này là bắn xỉu được rồi, thả xuống đi anh đi cái con ấy qua. Trời ơi, về đây FPS nó giảm rồi các bạn thấy chưa? Lắc như quỷ. Đây. Chế cái yêu cô gầu kia Chết đi. gì đợi em xíu, Khỏi cũng được đi, chờ nữa về đi, chúng ta em đi cũng đi. rảnh thiệt luôn á. Đây đi đi đi, Rảnh thì em ta quay lại. Để chỉnh trời sáng lên đó. có mỗi lần trời sáng là sương mù anh ơi. Anh cũng không biết nữa cái bản game này nó bị gì Dũng ơi. Bây giờ anh đừng chỉnh đi anh ơi, cho nó mặc định đi, cứ chỉnh là nó sương mù à. Đâu rồi, xin Đi chấm. đi đi, Đang đi anh cứ kiếm đi đây theo anh. đây, có GPS mà. Ok, bay theo nha. Em bay vào dòng mấy cái đảo này em kiếm thử. Ta đi ba người cho nó vui mà. Chạy đứng đây đợi xe cho B. Bay ra tuốt ngoài biển rồi. Vậy bay đi em ơi. Trời, nhìn con rồng bay Sida dở lắm. Gồng em đẹp bá cháy luôn. Wow, có khu vô trùng biển cạn nè, cá sấu rồi nhóc hết trơn nè. Ở trong rừng hả? Không, ở Trong ngoài đây lắm biển rồi. luôn. Ngoài biển. Karosu chết gì nữa nè. Gắn kích kiểu. Ấy. Con này nhìn nhìn như con Spino vậy ta, con gì đây? Dimetrodon. Con Allosaurus này nữa. Rồi Bắt mấy chắc. con mà có nổ lửa anh, con nó con cấp cao. Ai có qua đây qua đây qua đây, nhanh 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 nhanh, cái con rồng anh Phương nói nè, Đâu rõ cái con rồng cánh bự mà anh pha luôn nè. đâu 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 Trời tà ơi, đồ hả, để coi thanh niên tà gặp đồ. gặp mà ổng la như gì vậy? Anh Thanh thấy nó niên la không? hưng phấn cuộc đời, nhưng mà em đang ở đâu Em tà biết rồi, em đồ? biết rồi, em biết rồi, ngay cái trụ xanh đúng không? Không 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 không, chữ xanh Đi đi nào. theo em, đi theo em, đi theo em biết rồi nè. Đi đi Để đi. quay để quay lại nhà cho gần nhà lắm. Tí nha. Có gọng màu gì không? Con rồng đó màu màu đen đen tím. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đen tím alpha. Alpha luôn hả? Alpha sao quá? No. Ôi. Đâu rồi anh Phương, đâu rồi, về nhà chưa? Anh đang Về 3 nhà giờ đi, nè. về nhà, về nhà. Trời ơi, chưa thấy mà cái hai cái ngày này mà chơi game gì đâu mà chất lượng nó xấu với gì trời. Đấy là chỉnh Epic rồi mà. Chắc do máy anh dính virus hay gì á. Nó bị lắc quá, các bạn chịu khó xem nha. Quá trời này. Chỉ Không biết có bị virus cái mới gì. mới mới làm máy nặng thêm chứ không gì hết. Ủa anh bao nhiêu tháng anh mới 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 cài lại máy anh Phương? Anh đâu có cài đâu, từ lúc mua tới giờ luôn. Anh cài game cài gì, phần mềm gì nó dính chồng chồng ở trong này. Giống em rồi đó. Kệ, xin chấm gờ. Đâu đi, đi hướng nào em? Về nhà già chưa, đứng nhà nào, Lấy từ từ lấy từ cái gì nào, từ. lấy cái bẫy theo, lấy cái bẫy theo mình ơi. Bảy gì anh, Bẫy gọng. sợ nó đập bể luôn á. Không bể đâu, anh nghĩ không bể đâu. Còn mới là Đá chơi chiến, mà hoặc là chơi chiến thuật cũ. Đi dụ đâu nó rồi dụ anh, đi đâu rồi đây? bắn gì, Đúng rồi. từ từ hồi stamina cái. Ồ, cái con rồng màu cam của anh đẹp á. Đi em, đi đi đi. Đây. Đây. Ủa gồng này nó phải màu cam đâu, nó thành màu xanh lá rồi. Nó con rồng của anh Sơn vô xì chung gà. Đang xì châm đen cưỡi à. Em thấy nó màu xanh lá rồi, không thành màu cam nữa rồi. Màu Thanh niên cam bị mà. mỏi Hình như xì châm ngồi lên mới thành màu xanh lá. Thanh niên bị mù màu nữa rồi. Thanh niên Các bạn rõ ràng Giống thấy màu màu khác cam đúng không? Vì mà nó dám nhìn ra được màu xanh lá là cũng lại luôn. nè, em chụp cho lên đít coi coi nè. Không có cần chụp. Mai em xem video live đi, có gà tao màu cam đúng không rồi?
Ok, chụp lên, chụp úp lên. Ủa, xin chấm thấy màu gì? Xanh lá cây. Rồi, hai À, thằng mù màu. ông không Xong. nhìn người. Ngày mai là ngày mai là các bạn xem live, các bạn coi cái con đó ngọc nó màu gì. Màu Thì cam em đố nói ghê. rồi, xin chấm nó leo lên con rồng là nó thành màu xanh lá à. Hồi nãy anh leo lên thì nó thành màu cam. Sao leo lên hình màu xanh lá Ở được đây nè. refin cả anh, refin dưới cả anh. Đâu? Ở dưới. Kệ đi, tí nữa Trời quay lại ơi, con rồng sau. của em nào vừa bay vừa ỉa cũng cứ bay lơ lửng trên trời luôn kìa. Phải tèo Bay thiệt chứ. lên. Kìa Qua bạn thấy đây, con qua cứt không? đây. Cái con cứt bay lơ lửng luôn kìa. Bỏ cái phiên đi em ơi, đi bắt con rồng khủng đi. Đi À, bắt bên được không bên cái nữa. khu đầm lầy này mình chưa qua lần nào nè. Khu Ở đây mới có cá nè. sấu luôn cả anh ơi. Cái khu này mình chưa có mở rộng được map, còn nhiều lắm. Mình chưa qua cái khu này lần nào luôn á. Mình mới đi được có 1/4 của cái bản đồ à. Này chuẩn bị chạy chưa? Đâu con rồng nó đâu à? Nó ngoài đây nè, bay bay xa ra tí. Ơ chu cha mà ơi, ở đây cá sấu nhóc hết trơn kìa. Đây khu đầm lầy mà anh. Cái kêu. Ê, chạy hai con luôn. Ủa, Đâu? mẹ ơi. Hai con luôn kìa ba, hai phải hả? Con rồng alpha. Một con À, bên đây VPN. nè, bên đây có con nào. Có đó con VPN, Con bên đây nè, VPN con lên bên đây đi. nè, con bên đây nè. Hai con luôn. Con VPN với một con Dragon. Con bên đây nè, trời ơi, đẹp quá. Có tham đó anh ơi, lẹ đi anh ơi. Trời ơi, nhìn kìa con Lightning, Alpha Lightning Dragon. Hỏi Ủa vậy thử. mấy khu này mới mở rộng mà xì chấm ơi. Đẹp vậy. Khu này mới mở rộng nè. Ê, rồi rồi con rồng đó sao đây? Có tham nha anh ơi. For time gì giờ đến nó là không for time mà. Tự bắt đi chứ hả? Muốn bắt ghê nhưng mà nó là alpha sao bắt ta. Bà chế đồ thôi, nên phải cày rồi. Phải chế đồ mới được rồi. Phải cày rồi. Khoan, em bay vô cái khu, để mình bay vô cái khu rừng rậm ở trong này thử. Kiếm mấy con rồng thường thường nữa ơi, không lấy khu này chứ rồi còn rồng alpha không sao. Vậy giờ bay thẳng về phía trước thử đi anh. Anh đang bay nè, anh đang bay nè. Ủa con VPN đây đâu rồi? Biết đi đâu rồi. À, trong này có ếch nữa nè. Cái sáu năm Mỹ. Ê, chừng nữa chúng ta vô đây bắt ếch làm hoàng tử ếch được nè. Nè 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 bên 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 có đồng thường nè bên. Đâu? Đâu đâu đâu. Lightning Revenant nè. Ủa ở đâu ra lạc lòi ra con này, đâu vậy? Bay thẳng về cái hướng chỗ cái con Revenant này á. Đó đúng rồi, bay thẳng tới. Khoan khoan, để anh với, để anh với. Rồng sao nó không ở núi đi ta mà nó ở ngoài đây Chết ra đây nó săn cái gì. vậy? Kìa ở cái con alpha kìa đang bay kìa. Căng thẳng con alpha nó cạp một cạp là hy sinh đó nha. Không, alpha yếu xèo anh ơi. Cặp em có 50 máu rồi. Hồi Yếu vậy? nãy nó cặp em có 50 máu, em cặp nó tới 400 máu luôn. Nhưng mà máu nó trâu. Cặp có hai phát chứ nhiêu. Đâu con rồng thường đâu. Anh Phương bay lại chỗ nãy chưa, bay thẳng rồi phía trước rồi. Ờ đúng rồi. Rồi đâu à? Ở đồng cái nó dí anh kìa, vãi tèo. Tụi hai gồng mới phá luôn kìa. Ây da. Thôi Thấy xong mẹ rồi. rồi. À, em nói con rồng thường nãy hả? Ờ. Ấy, rồi. Đập chịu. Vãi tèo level 150. Má ơi, xịu mạnh chứ. Nice. Về cô ơi. Ê, xây xây cái bed cho anh hồi sinh coi. Rồi chết thanh niên kia luôn. Ủa như là nó bắn mình không mà chứ không có bắn con rồng. Đúng rồi đó. Về hai chú. Dẫn hai gồng nó về đi em ơi, nó bắn sắp mặt cho. Nó bắn mình không mà chứ không có bắn con rồng. Kỳ vậy? Khôn Ghê vãi gì đám. vậy? Này có mấy bị mộn đỡ ha. Chắc là phải chế mấy cái đồ kia để bắt mấy cái gồng đó rồi. Phải cày à, anh ơi. Kìa con tèo điên của Rồi anh bắt xử chết lý luôn cương rồi chết kìa. luôn rồi.
Sao vậy xì chôm? Sao không dắt nó Ôi, về? không có dắt được. Ba con hai con alpha đang dí nè. Rồi Rồi, xong, đệ tử rồi mình bò rồi ăn cứt luôn. Rồi, chịu qua nó dí em rồi nè. Ai đổi qua đệ tử mình bò nữa trời. Ai đổi vậy? Thấy ba đâu nó dí kìa. Rồi con tèo điên của anh nó chết luôn. Tèo điên với lại đệ tử mình bò hai con Sula rồi kìa. Tội ngu nha. Đi theo chọc nó. Này thì chọc giỡn với chị à. Chế cái lồng đi bắt nó thì chế cái lồng đi mình. Lồng bằng metal á. Ôi rồi lượm ơi rồi. Nhưng mà mình đâu còn metal nữa đâu, nó xịt à. Đi farm, anh với em đi farm. Lấy lồng về đi. Tạm biệt. Ở đây còn con nè, ở đây còn con nè. Bên đây còn con gọc nè. Bỏ hai cái yên rồng nha, tại vì tới nơi nó cạp luôn, chết luôn con này luôn á. Bỏ đi em ơi. Gọc đó làm anh gì có. Lên con ăn kilo đi, con lồng kia đâu. Gọc đó làm gì có yên. Này thì chơi ngu lấy tiếng này. Gồng nào mà không có yên. Đợi tí, qua kia lấy lấy 4 cái trứng về up tiếp. Có a kilo là farm gì nè. Mấy tổ. Mấy tổ đúng không? Đâu. Còn con nữa. Ủa có cái rồ canh. Cái gì? Có cái rồ. Đâu? Kẻ. Mà... À ok, nói kìa. Ê, phải, bây giờ em cưỡi con ấy đi. Nè, con ra tao biết nè. Không có yên. Phải tèo. Em ấy đi, anh để ý nó, Không biết là nó bao nhiêu đây. Trời ơi, 5.000 mấy tu bộ lận. Nhanh mà anh. Xì chấm ơi, bay về xì chấm ơi. Đang về anh ơi. Nhanh đi, anh đang để ý nó nè. Để ý hả? Để chưa cua hả? Là... Agen tao biết đâu ta. Cái con đó có sao thể là nhà? Chối lại được không? Không anh. Không, con này bự quá, không được. Nhanh đi, anh đang để ý nó nè. Wethole level 32. Thì giờ thấy nè, em đang đứng cái bên đó nè. Em bay đuổi theo nha, coi chừng lạc á. Ôi, đuổi theo nha, coi chừng lạc nha. Ok. Thằng này level 32 à. Bắt đại đi. Con này stamina yếu quá. Trời ơi, bắt gầu không được, chuyển qua bắt quét thồ luôn. Yeah, cái nó gần đáp xuống đất rồi nè, bắn được á, dễ rồi đó. Nè các anh nè. Từ từ hồi stamina cái. Rồi đi. Đâu hướng nào đâu. Trời sao táp anh thả xuống rồi. Nó bị lắc thì sao á. Bay về hướng biển hồi nãy á. Biển nào? Ủa. Rồi bị lắc rồi. Biển nào? Hướng nãy ba sau lưng nhà đấy. Ê bà gớt bà cái nón của anh hay vậy? Tôi đang bay chung với nó luôn nè. Kìa bên kia kìa, bên kia kìa, thấy chưa? Thấy chưa? Bên nào nó bên nào, bên trái bên phải. Anh làm sao biết bên trái bên phải? Ai cho mấy cái lồng bắt thú ba. Thấy giờ. Nhưng mà hết stamina rồi. Phải trưởng, xì dùm xuống gấp anh, xì dùm. Từ từ đợi tí, để mà hồi stamina cái đã. Stamina quá, khó chơi quá. Ủa anh đâu rồi, mới thấy anh đây mà. Đây nè, anh dưới này nè. Ở dưới kìa. Thấy giờ. Thấy rồi. Ai gấp anh được. Nhưng mà sao bắt được nó trời. Bắn đi. Bắn dính vô cái giò chắc. Không, để em bay cho. Em bay trước nữa. Cái con này nó không có đứng yên trên lưng để bắn ha. Chờ bắn anh. Được, cái con đứng trên lưng được không ta? Bắn. Rồi. Hình như bắn nhanh như đời tới kìa. Bắn dính chim mình rồi đó. Em bay thế. Em bay trước nữa. Rồi đó anh. Đúng rồi đó.
Hỏa tèo, em bay trước đó. Anh bắn dính vô con chim, chim xỉu, hai thằng té dập mặt. Coi tung bộ nó nhiêu nha, si châm. Vì châm coi, kiểm tra tung bộ, em bay trước nữa nha, em bay trước nữa. Anh bắn phía sau, anh bắn tới. Từ từ, cho nó bình tĩnh, mình mới bắn được. Ôi, ê, ê, có cái con khủng long xe bít kìa. Yuti kìa. Rồi, rồi, nó rồi. Yuti gì nữa? Cái con, khủng, cái con khủng long, bảo chú có long màu xanh dương nè. Bỏ đi em ơi. Chị châm kiểm tra stamina đó, chị châm. Rồi, để em coi thử. Được rồi, được, là... được, được 500 tôi bò rồi. Em, nó 5.000 lắm không? Vãi tèo. Em sẵn em kiểm tra cái con chim ưng của mình luôn. Nãy giờ anh bắn nó mấy nhát rồi đó. Mười lạnh thế. Ai được đẹp. Rồi luôn, kêu vô xeo luôn. Cái gì vậy? Bấm E ra để kiểm tra ai ngờ té gãy cổ. Phải tèo với mắt gọng luôn rồi. Không, con rồng nó đáp xuống rồi. Anh Phương, ấy chở chở ra chỗ con rồng đi. Phải, anh sắp bắt được nó rồi, đừng có bỏ nó, đừng bỏ nó. Bắn anh. Bắn tới B, bắn tới B. Dính cái giò. Vậy Phương bắn rồi. Kìa, yeah, anh Phương đang lén chim đi anh Phương. Em phải bay trước nó mới được. Đúng rồi em đó, bay em trên đầu nó nè. Ờ, em bay bay trước trên đầu nó. Bắn ai, bắn ai. Bắn không được, bay trước mới được. Bắn nó cực khổ với vậy. Hết stamina rồi. Hết stam, hết stam. Để ý nha, để ý nó nha. Để ý hướng của nó bay em thôi lạc á. Rồi càng ngày càng xa rồi. Để ý hướng của nó nha. Anh kiểm tra thấy rồi. Nó bay vòng vòng ở khu nước tiếp thôi, có gì đâu anh. À 1.000 mấy rồi, 10.600 rồi. Lên. 1.600 hả? Ờ, 1.600 rồi. Ê, vậy? Sao bỏ lại, what the fuck? Ủa, em đi ra mà. Dưới cái gốc cây hay sao? Trời, ủa, bắt con quỷ này khó như trâu vậy các bạn ơi. Chiến thuật là vậy đó anh. Chỉ còn cách này thôi đúng không? Đúng rồi. Không, không thì bắt con... tết bê già gì đó. Cái con, ủa, kia thì có thể là kìa. Cái gì? Con màu xanh kìa. Nhìn bên phải nè anh. Anh thấy rồi mà bắn nó hụt lắc rồi, em bay sát sát lại chút mới được. Rồi. Khó chịu quá, quá. Em chỉ cần một con thôi là em, ồ, sẽ bắt được nhiều con quét hơn nữa. Đúng rồi. Ê, nó vô cốc lắc rồi, nó vô cốc lắc rồi. Cần cái hay, hay quá, trời ơi hay quá, bắn đi. Bắn tới tí má nó luôn. Ngon. Bắn tới tí má nó luôn, bắn đó. Thả xuống. Chọc đít đó, đúng rồi, chọc đít đó. Trời ơi, rồi, xong rồi. Đừng. Có thịt đùi không? Không. Có thịt cụ luôn nè. Méo. Nè, có thịt đùi nè. Có hay như quỷ vậy trời. Kìa. Kìa. Về. Phan. Em bay về em chế yên trước đi. Em dẫn nó về chế yên trước đi, chị Trâm. Anh thấy cái con kia màu xanh xanh đó chị Trâm. Ok, em chơi nè. Em anh chơi nè. Rồi ok. Vậy chị Trâm dắt con kia về đi. Để làm yên cho. Dắt con quét hồ về đi em. Dắt con quét hồ về đi. Rồi ok để hướng này đúng không ta? Hướng này đúng không? Anh kìa, anh xuống. Đúng rồi, hướng này nè, nó kìa nó. Coi dừng lại con quét hồ. Quét hồ để em dắt về cho khỏi lo. Hướng nào anh ơi? Phía sau nè, chỗ con gấu á. Đó, bay, đúng rồi, bay thẳng dưới chân. Kìa, nó kìa.
Kiếm bờ đá nào cao cao thả xuống. Ngon vậy ta. Ủa có con gì xinh xanh dưới đây vậy? Biết đâu. Ủa nó chạy nhanh kìa. Cái con nó kiểu mà speed ở sao nó phóng. Khó nhìn vãi tèo. Thả xuống bờ đá nào cao cao ơi. Ê, được không? Được. Để em dụ nó lên. Phan 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 để anh coi thử rồi, anh coi thử rồi cái tôm bồ nó bao nhiêu? Cái tôm bồ nó bao nhiêu? Lắc như trâu vậy. Em xuống em dụ nó lên thấy chưa? Đúng rồi, nhưng mà chắc mày dụ không nổi đâu. Con đó con alpha hay gì? Trời ơi, thôi 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 anh ơi. Anh ơi 67.000 lượng anh ơi. 67.000 tu bộ hả? Dạ. Thôi dẹp đi. Thôi thôi thôi. Cho không. Em xin. Không không, mà con đó có alpha hay gì? Bình thường anh. Bình thường bắt được mà. Em dụ nhưng lên mà đi. Nó 67.000 lượng. Cái con quét thổ cấp nãy có 5.000 chứ nhiêu anh em mình bay vòng vòng hồi lát nó cũng xỉu vậy. Bắt, bắt luôn đi anh kích thích. À. Kích thích quá. À. Con đó hơi bị khó bắt à, em bay gần là nó hú em cái em bay lại xạo luôn á. À. Bắt. Ê phan phan phan, bây giờ em quay lại xây cái chuồng đi, cái con đó chắc chuồng bằng đá nó quậy không được đâu. Hên xui à, mấy con mod thì em không, không biết nữa. Sao bỏ anh về gì? Bỏ. Nó bay vậy kìa. Ủa? Phải. Con mượn con chim nửa cây vậy anh. Nửa cây gì? Nửa cây co, nửa cây tung bồ của nó đó. Anh bắn hay quá. Con chim mình hả? Mình đúng rồi. Còn không mình lấy con cái sồi mình đi tem nó luôn. Mình đứng trên trên kia. Ờ mình đứng xuống. Ở trên á. Mình đứng trên mình bắn nó đúng rồi. Hay á. Để em xây cái chuồng xây xây cho. Xây chuồng gì? Xây chuồng trên quét rồ luôn. Rồi cho nó đứng lên con quét rồ hả? Ờ. Ghê gì được không? Ý. Được, được. Em lấy cái em lấy cái kiểu đó em bắt con quét rồ khác còn. Em chỉ cần một con quét rồ thôi em sẽ bắt nhiều con hơn. Không ý anh nói là bắt cái con màu xanh xanh nãy kìa. Hên xui không biết nó có cắn cắn vô người nó không nữa. Ok về tới nhà. Cắn một cái là sắp mặt. Mấy sồ để con kia chứ đâu à. Để ngoài nào. Mấy sồ 97 mấy gì mà. Ủa. Trời quỷ này nó bự muốn bằng cái con ấy luôn á trời. Giờ làm cái yên thường thôi. Làm cái yên thường xong mà nhảy lên được. Không, không nhảy lên được hả? Đứng lên lên được mà. Không không không. Cái platinum lan nấm gì đó mới được. Anh Phương level bao nhiêu rồi? Tôi trong này cao nhất nè, 94 nè. Ồ, ráng 3 cấp rồi đi. Anh tới 90 lần. Nhiều ghê. Còn cái gì nữa đâu. Sao, nghiên cứu sao bắt được mấy gọng đó ta? Làm chết ngắt hai con tèo điên với con ấy luôn rồi. Ôi, mình phải mấy tội đi anh ơi, tính tiếp anh ơi. Đúng giờ rồi. Mình phải cày rồi. Đúng rồi, phải cày mới được. Cày mới được. Vậy gấp anh farm battle rồi. Ờ. Các bạn để thấy gấp. Các bạn thấy con này farm battle giờ, con này farm battle bá cháy luôn á. Nè nè thích đuôi nè, thích đuôi nè. Okay. Sao lên sao lên cấp nhanh được ta? Ấy bắt kèm. Bỏ đá bỏ đá ra. Anh kilo nữa đi. Cái gì em nói gì? Bỏ đá ra. Bắt một con anh kilo nữa đi cho em farm kia ấy, có mình hai người farm rồi. Một người cỡ một người ăn kilo. Thôi thôi kệ kệ đi để cái con chim mình nó gấp nữa con đó không? Đi. Nặng quá anh ơi. Anh dục ra rồi mà. Dục nữa đi. The fuck. Dục cái gì? Em thì hết trơn rồi. Còn cái gì nữa đâu? Cung tên đi. Rồi dục rồi đó. Dục bà lên luôn à. Nặng rồi. Quá con này yếu quá. Rồi dục luôn rồi đó. À, có ở trong con gọng á. Em coi ở trong con gọng kìa.
Tèo độc này có luyện nữa đâu. Luyện tèo điên không cái gì. Con này ra gáp nổi con anh kilo không? Không không. Qua kilo này đi đi farm metal là đã luôn á. Tôi thiếu quá cho điểm luôn. Thiếu cái gì? Điểm anh, điểm nâng ấy. Chị gấp. Thành niên gấp bình nên anh rồi vãi tèo. Bỏ bớt gì ta? Được chưa? Nặng. Thôi chị... farm được có chút xíu à. Có người anh có cái gì không? Có gì đâu hết rồi, toàn mấy đồ giả giả, mấy đồ này nó nhai hiệu à. Để em gửi chim em đi bay đi farm chỗ khác nha. Ờ. Thôi farm được như hay bấy nhiêu anh ơi. Đúng rồi, farm đi em. Anh có quái gì đâu mà nặng trời. Đúng không các bạn? Đây tới 400 mấy luôn rồi, con này mới có 500 mà. Vừa ôm vô mà sao nặng dữ vậy? Biết đâu. Chi đau quá. Anh bỏ hết rồi mà. Em đi về nhà cũ, em lấy mấy cái trứng rồng về đây nha. Ok ok. Về mình nuôi lại mấy con rồng để có đồ cưỡi. Rồi bỏ uống hết luôn rồi đó. Dẫn vậy anh ơi. Sao kỳ vậy? 400. Coi cái con Angelo thử, coi con đó. Kệ đi, farm được nhiều hay bấy nhiêu thôi. Bỏ hết đá đi. Bỏ hết rồi mà. Ấy ở đây con quét quét rồi, đây là 28 thôi, bỏ đi. Con mình cao rồi, con mình 39 lần. Thì nó cho nó luyện cấp thôi mà, đâu có gì đâu. Ủa càng ngày chơi càng phê á, nè cho các bạn xem cái con quỷ này nó farm đá nè. Farm phê phê hột gà luôn. Từ từ, hết stamina rồi. Ở đây nè, ở đây có đá nè. Đó chạy lên trên kia kìa, trên đây nè. Thôi. Con này farm là 1000 mấy nè các bạn. Cơ bác hả chị Dung? 800. Bắn bắt thôi. Rao mà bọc đồng mày kiếm gì ghê luôn. Đập đá đi, dễ em gấp. Lát bỏ hết đồ anh ra được rồi. Anh có đồ gì đâu? Không, bỏ đá với bỏ Philin ra. À. Rồi. Pha, đến bỏ đá ra. Bỏ đi. Pha metal thêm nha. Ok, anh giờ em đi đập. Trời ơi. Em nặng, em kêu em quăng. Nó lắc như trâu như vậy. Anh dục đá hết rồi, chừa metal mà. Con này farm metal là bao sướng luôn á mà. Nè, đây nè. Thả xuống. Đập một phát cả ngàn metal. Thả xuống. Khỏi thả. Em gấp gì luôn. Để em đạo một vòng cái. Nhức đầu dở lắm. Cưỡi rồng mà vậy đó anh ơi. Rồi, đập đi. Méo dính. Rồi thả anh xuống đi, anh farm cho nhanh. Ừ. Đi ra kìa. Thả trên cao muốn chích cha con quỷ con này luôn. Sắp chết chưa? Chưa. Gì trời ơi, mất có 20 máu à, ông nội ơi. Nó quá à. Nguyên cục trà bá mà không được ngàn là dở lắm á nhỉ. 2000 chỗ đó. 2000 lắm, có 804. Kệ con cục nữa kìa. Đằng này nè. 900 trời, ảo giờ cục nhỏ nhưng mà 900. Trời ơi, cục nhỏ gì mà 1000 mấy, thấy ghê gì. Không, anh coi cái màu anh. Anh chưa biết cái metal rồi. Nó có một cục nó vàng đặc luôn á, là cái cục đó hơi bị nhiều á. Đây. Xong rồi đó. Nhiêu rồi. Đây kiếm dài. 5000 rồi. 6000 rồi. Nặng rồi. Nặng rồi. Về nhà đốt đây. Dưới đó còn cục kìa, dưới đó còn cục kìa. Nặng rồi, bay hết nổi rồi. Ờ anh đập em đi farm metal cái, em farm level cái. Làm ráng làm cái platform cho nó đi. Lết không mà vãi tèo đi.
Em mới farm farm level cái. Này là phải muốn anh bắt em farm đi nha. Muốn bắt mấy gọng kia là phải gì nữa các bạn? Phải luyện dữ lắm mới được. Ờ phải cày dữ lắm mới được. Các bạn xem nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình với em chị Chấm á. Và nếu mà các bạn thích series này nhớ để lại những cái bình luận ở phía bên dưới. Nói là em rất là thích cái series này. Để mình biết mình làm tiếp. Còn bây giờ thì tạm dừng video. Năm mấy phút vừa cả phải tèo thiệt chứ. Mấy mình chơi đúng là thời gian trôi qua nhanh thiệt không ơi. Chơi không không vậy mà nhắc dữ ta. Tạm dừng video này các bạn. Mình sẽ quay trở lại.